Tình huống bất ngờ này diễn ra trong trận đấu giữa Cerro Porteño và Olimpia tại trận chung kết Siêu Cúp Paraguay. Cụ thể, khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, thủ môn Fernandez đã hướng mặt về phía cổ động viên đối phương rồi đưa hai tay lên làm động tác trông giống như cắt cổ. Hành động của Fernandez đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của trọng tài VAR. Và khi xem lại tình huống, trọng tài chính quyết định phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với Fernandez vì tội khiêu khích khán giả. May mắn cho Cerro Porteño là do trận đấu chưa bắt đầu nên họ được đổi thủ môn mà không mất quyền thay người. Và trước khi xem clip, các bạn hãy nhớ bấm đăng ký và bật thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Không chỉ các trận cầu kinh điển hàng đầu thế giới mới có thể đem lại cảm giác vui vẻ, phấn khích cho người hâm mộ, mà thay vào đó, những tình huống hài hước, những pha bóng lố bịch mới chính là món ăn tinh thần không thể bỏ qua. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với những khoảnh khắc vô cùng thú vị trên sân cỏ thế giới. Khi đối mặt với một cầu thủ khỏe mạnh và đầy tốc độ thì chúng ta sẽ làm gì? Anh chàng hậu vệ này cuối cùng cũng đã tìm ra giải pháp khi quyết định giật tóc ngăn chặn pha tấn công của đối phương. Tình huống vô cùng hài hước khi tiền đạo này trốn đằng sau và chỉ đợi một sai lầm từ thủ thành đối phương để ghi bàn. Nhưng thực may, anh chàng thủ môn này đã quan sát rất kỹ. Chắc hẳn cầu thủ này rất hâm mộ huyền thoại Diego Maradona nên anh đã tái hiện lại pha bóng bàn tay của chúa. Trong một pha phản công nguy hiểm, nhưng cầu thủ phòng ngự này đã có pha phạm lỗi chiến thuật tuy khá thô thiển nhưng vô cùng hiệu quả. Tưởng chừng là một pha bóng không có gì nguy hiểm khi tiền đạo đối phương dứt điểm với lực quá nhẹ, nhưng hậu vệ này đã có pha bóng không khác gì một cầu thủ nghiệp dư khiến trái bóng lăn từ từ vào lưới. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho sân đấu bị ảnh hưởng nặng nề, điều đó đã ngăn cản chàng tiền đạo này ghi bàn trong pha bóng đối mặt với khung thành. Sau trận đấu, chắc hẳn hậu vệ này sẽ nhận được những lời lẽ rất khó nghe từ ban huấn luyện với tình huống phòng ngự khó hiểu của mình. Cậu bé nhặt bóng này đã quyết định không đưa trái bóng trở lại trận đấu nhằm kéo dài thời gian tạo lợi thế cho đội nhà. Đây là những phẩm chất của một tiền đạo nên có khi anh tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự đối phương đem về bàn thắng chóng vánh. Tình huống phá bóng của hậu vệ này không khác gì một pha bật tường phối hợp giúp cho đối phương ghi bàn đẹp mắt. Khi những điều luật bóng đá chưa được hoàn thiện như bây giờ, mỗi khi đá phạt 11m, các cầu thủ đều quyết định băng ra rất nhanh nhằm giảm góc sút của đối phương. Một bảo vệ sân đã chứng minh cho mọi người thấy bóng đá đem lại cho chúng ta một sức mạnh đáng nể. Chỉ cần đội bóng của mình giành chiến thắng, không gì có thể khiến ông bị thương. Pha bóng tấn công nhưng không may vị trọng tài lại đứng chắn đúng hướng một cầu thủ đang băng lên khiến ông bị đẩy bay. Một ngày vô cùng đen đủi khi cầu thủ này tỏ ra vô cùng đau đớn khi trái bóng không đi vào khung thành mà liên tục tìm tới anh. Bàn thắng gần như dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Jamie Vardy khi hàng thủ Liverpool và đặc biệt là pha băng ra tai hại của thủ thành Alisson Becker. Xe đạp chổng ngược là một trong những kỹ thuật khó bậc nhất trong môn thể thao vua. Chắc hẳn anh chàng này cũng muốn thử sức một lần, nhưng thực sự anh nên về và luyện tập thêm rất nhiều. Chắc chắn sẽ là một tấm thẻ đỏ dành cho thủ môn này khi anh mắc một lỗi vô cùng nghiêm trọng khi chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm địa. Không biết có điều gì chi phối ở đây hay không khi anh chàng thủ môn này có pha ném bóng về lưới nhà vô cùng khó hiểu. Anh chàng thủ môn này đã thành công cứu cho đội nhà một pha phạt góc, nhưng bù lại anh tạo điều kiện thuận lợi cho đối phương ghi bàn.
Pha phản công đầy tốc độ đã bị thủ môn đối phương băng ra chặn lại, tưởng chừng nguy hiểm đã qua đi. Nhưng pha kỹ thuật đi vào lòng đất của anh chàng thủ môn đã khiến đội nhà chịu bàn thua đáng trách. Chiến thuật pressing tầm cao đã mang lại hiệu quả cho đội bóng này khi các cầu thủ liên tục lao vào tranh cướp trái bóng, khiến đối phương mắc sai lầm nghiêm trọng. Pha bóng đầy hài hước của cả hai đội bóng trong một tình huống tranh chấp quyết liệt giữa sân, cả hai bên đều mong muốn phá trái bóng lên càng xa càng tốt, nhưng không may trái bóng luôn tìm đến đúng các đồng đội của mình. Pha bóng này thì thủ môn chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng bay vào lưới trong một pha cản phá không may mắn của đồng đội. Ở một vị thế như Manchester United, những trận hòa không khác gì những thất bại. Chính vì thế, trong một tình huống đối phương muốn kéo dài thời gian, tiền vệ Paul Pogba đã không giữ nổi bình tĩnh mà vật hậu vệ đối phương xuống. Không biết phải nói gì hơn khi cả hậu vệ và thủ môn đều mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi không thể giải quyết tình huống ở một pha bóng đơn giản. Đội bóng chủ nhà có lẽ sẽ không hề quan tâm đến án phạt từ giải đấu mình sắp gặp phải khi cậu bé nhặt bóng đã cố tình chạy vào sân cản phá trái bóng ngay trước vạch vôi, giúp đội nhà tránh một bàn thua. Tình huống đáng trách của anh chàng thủ môn khi không thể phán đoán được điểm rơi của trái bóng khiến đội nhà thủng lưới vô cùng bất ngờ. Pha phối hợp phản lưới nhà có 1-0-2 trên thế giới khi tưởng chừng hậu vệ này sẽ phá trái bóng lên phía trên sau pha phát bóng lỗi của chàng thủ môn. Trận đấu mà cầu thủ này sẽ là tâm điểm khi anh cùng lúc vừa ghi bàn vừa lãnh một chiếc thẻ đỏ rời sân. Chắc hẳn hậu vệ này cũng thấy tiếc nuối cho pha lốp bóng đẹp mắt của tiền đạo đối phương, nên anh ta đã quyết định đánh đầu phản lưới để cầu thủ đối phương có thể ăn mừng trọn vẹn. Chuyện gì đã xảy ra với cầu thủ này vậy? Sau khi tận dụng sai lầm rất nhanh và có pha đi bóng tinh tế qua thủ môn đối phương, nhưng đối mặt với khung thành bỏ trống, anh lại dứt điểm vọt xa. Pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo này có lẽ cũng không hiểu vì sao mình lại ghi bàn trong tình huống này. Một pha bóng đáng quên của anh chàng này khi anh ta đã quyết định làm điều khó hơn, đó là dứt điểm ra ngoài khi chỉ cách khung thành 2m. Cầu thủ này có lý do để phàn nàn trong tình huống này khi chính vị vua áo đen lại là người cản phá bàn thắng trong pha bóng không thể bỏ lỡ này. Không biết thủ môn này đi thi đấu hay là đi tấu hài nữa khi anh có tình huống thể hiện tính cách hài hước của mình bằng pha bóng lọt háng vô duyên. Nếu trọng tài nghiêm khắc thì hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ này khi anh có tình huống dùng tay chơi bóng như trong giải đấu nghiệp dư. Pha bóng không khác gì trong những trận đấu đô vật Mỹ khi các cầu thủ có tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Tình huống này đã chứng minh cho chúng ta thấy bóng đá nữ cũng quyết liệt không kém so với bóng đá nam khi nữ hậu vệ này đã có pha bỏ bóng và va chạm rất mạnh với đối phương. Thủ môn này chắc hẳn nghĩ mình cũng có khả năng chơi chân đẳng cấp như thủ thành Neuer, nhưng mọi thứ lại có vẻ không như là mơ. Pha bóng thể hiện sự tinh quái của huấn luyện viên khi ông đã giữ cầu thủ đối phương không cho các cầu thủ tạo một pha tấn công. Anh chàng thủ môn này đã rất xuất sắc cản phá hàng loạt những pha dứt điểm của đối phương, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thất bại trước chính đồng đội của mình. Hình ảnh vô cùng xấu xí của cậu bé nhặt bóng này khi đã có hành động ném trái bóng vào cầu thủ đối phương. Pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ này không khác gì một đường kiến tạo dành cho đối phương khi không may trái bóng đã đập trúng cột dọc và bật lại thuận lợi. Cầu thủ hậu vệ đã có pha phá bóng rất nguy hiểm khi bóng tìm đến sàn ngang khung thành, khiến cho anh chàng thủ môn giật mình. Các cầu thủ câu lạc bộ Thanh Hóa đã có tình huống phối hợp đá phạt phức tạp, nhưng kết quả lại trái ngược với những gì họ kỳ vọng khi không những không thể ghi bàn mà còn bị đối phương thực hiện pha phản công chớp nhoáng đem về bàn thắng.
Tiền đạo này chắc hẳn sẽ rất tiếc nuối với pha bỏ lỡ rất vô duyên của mình sau khi thủ môn đối phương đã phạm sai lầm. Trước áp lực rất lớn từ đối phương đã khiến cầu thủ này không quan sát kịp mà thực hiện pha chuyền bóng về bất cẩn, khiến các đồng đội và đối phương cũng không khỏi bất ngờ. Tình huống bóng này chắc hẳn sẽ chỉ xuất hiện trong những trò chơi bóng đá khi trái bóng đã đi với một quỹ đạo khó lường, đập trúng hai hậu vệ và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Không có lý do gì mà tiền đạo này không ghi bàn khi anh được thủ môn đối phương trao tặng món quà rất bất ngờ. Bàn thắng tưởng chừng chắc chắn sẽ đến, nhưng thật bất ngờ khi cầu thủ này có thể đánh đầu ra ngoài trong tình huống 10-10 này. Băng lên đầy tốc độ và dũng mãnh, ai cũng hy vọng vào một siêu phẩm sẽ xuất hiện, nhưng pha dứt điểm thiếu chính xác của cầu thủ này đã dập tắt mọi thứ. Tình huống phạm sai lầm này có lẽ sẽ khiến cho anh chàng thủ môn không thể giữ được suất đá chính cho mình khi anh quyết định thực hiện một pha lốp bóng nhằm thoát pressing. Không hiểu cầu thủ này đã nghĩ gì khi thực hiện một pha đá phạt nghiệp dư đến vậy và tiền đạo đối phương đã trừng phạt sai lầm của anh. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống vô cùng khó hiểu và thú vị của các cầu thủ trên toàn thế giới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video mới nhất.